Khô cá mối, nếu cả nhà đem đi kho với thịt ba rọi ăn với cơm trắng, bảo đảm cả nhà bạn sẽ rất thích. Khô cá mối thường thì cả nhà chỉ thấy chiên và nướng. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món khô cá mối kho với thịt ba rọi. Thì xin mời cả nhà cùng vào bếp với mình luôn nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 300g ba rọi. Còn khô cá mối này ở nhà mình sẽ có sẵn và mình sẽ chuẩn bị 300g khô cá mối và đem đi ngâm với nước ấm trong vòng 10 phút. 10 phút sau mình sẽ vớt ra và để ráo. Kế tiếp nữa thì ba rọi thì mình sẽ cắt ra từng lát. Cắt ra lát xong thì mình sẽ cắt ra từng cục theo cái lóng tay của mình. Sau đó cắt xong để qua bên, còn khô một con mình cắt ra làm hai. Sau đó mình sẽ cắt lại từng miếng. Cắt xong thì mình để qua một bên. Sau đó mình sẽ pha nước sốt. Nó sốt đó thì mình sẽ để phía dưới video thì cả nhà còn thì tham khảo nha. Khi mình đã để tất cả gia vị vào trong một cái chén rồi thì mình sẽ dùng cái muỗng á, mình sẽ khuấy đều lên. Khi mình khuấy đều gia vị đều rồi thì mình để qua một bên, sau nữa bắt cái chảo lên. Và chảo nóng rồi mình để ba rọi vào bên trong, mình sẽ dùng sạn mình đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi ba rọi ngã và mọc màu vàng. Và nước mỡ ở trong chảo nhiều quá thì cả nhà lấy ra bớt nha. Khi lấy ra xong rồi thì mình sẽ tiếp tục để khô vào và mình cũng sẽ đảo nhanh. Cái này mình dặn lửa nhỏ thôi, đảo cho đến khi khô của mình nó chín dừa là được. Khi chín dừa rồi thì mình sẽ tiếp tục mình cho hành gừng tỏi ớt vào bên trong. Kế nữa mình sẽ dùng sạn đảo nhanh, đảo liên tục, đảo cho đến khi hành gừng tỏi ớt vàng thơm. Thì mình sẽ cho cái nước sốt hồi nãy pha vào bên trong luôn. Sau khi để nước sốt vào bên trong rồi thì mình sẽ dặn lửa cao lên một xíu. Và mình sẽ dùng sạn mình đảo nhanh, đảo liên tục để cho cái nước sốt nó sọt xuống rồi. Thì mình tiếp tục mình cho nước vào ngập thịt luôn. Sau đó mình sẽ hạ lửa nhỏ lại cho đến khi nước sắt xuống y như trong video là được nha cả nhà. Và ai ăn hành thì mình sẽ để hành vào và không ăn hành thì thôi. Và mình cho thêm vào bên trong á là một ít tiêu. Thì món này cả nhà có thể ăn với cháo trắng hoặc là cơm cũng rất là ngon nha. Cả nhà rảnh thì thử làm nha.